chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Bị người cha nổi tiếng ruồng bỏ, cha đẹp ngoài hành tinh Kim So-hyun tiết lộ chuyện buồn. Kim So-hyun vừa chính thức xuất ngũ sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Được biết cách đây vài ngày, nam tài tử Kim So-hyun đã chính thức xuất ngũ. Mới đây, nam tài tử nổi tiếng vừa có tiết lộ khá bất ngờ về khoảng thời gian 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo đó, cha đẹp ngoài hành tinh cho biết để tập trung nhiệm vụ của mình khi đang nhập ngũ, anh đã không thể chấp nhận bất kỳ chuyến thăm nào trong vòng 2 năm qua. Kim So-hyun cũng cho biết anh không kể chuyện này với bất kỳ ai vì không muốn mình quá nổi bật giữa đồng đội. Chia sẻ của Kim So-hyun khiến anh nhận được khá là nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ. Nhiều fan bày tỏ sự tự hào khi thần tượng có hành động mẫu mực như vậy. Ngoài ra, Kim So-hyun cũng được khen vì tinh thần tích cực phục vụ trong quân đội. Được biết, Kim So-hyun đã tự nguyện xin vào nghĩa vụ quân sự tích cực thay vì làm nhân viên phục vụ cộng đồng. So-hyun vừa chính thức xuất ngũ cách đây không lâu. Nhiều người cho rằng rất có thể Kim So-hyun không thực sự thân thiết với thành viên trong gia đình nên mới từ chối chuyến thăm của người thân. Hơn thế, bố mẹ của Kim So-hyun ly hôn đã lâu. Ca sĩ Kim Jong-hoon, cha anh đã có gia đình mới và gần như biến mất khỏi cuộc đời của Kim So-hyun. Mới đây, ông Kim Jong-hoon hân hiếm hoi chia sẻ về cậu con trai này. Được biết, khi ra mắt ca khúc mới, nam ca sĩ nổi tiếng này đã bày tỏ mong muốn nối lại tình cảm với con trai mình. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ vì Kim Jong-hoon đang cố gắng lợi dụng sự nổi tiếng của con trai. Hơn thế, Kim So-hyun không hề đến thăm Kim So-hyun nhưng lại muốn nối lại mối quan hệ với anh. Kim So-hyun là cái tên không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Anh nổi tiếng khi tham gia rất nhiều vai diễn ấn tượng. Vai diễn gây chú ý nhất là cụ giáo Do Min-jong trong phim Vì sao để anh tới. Sau vai diễn này, người ta coi Kim So-hyun là trai đẹp ngoài hành tinh.